Ok. Thì hôm trước anh gửi hết mọi người cái file này rồi đúng không? Thì mọi người xem là học đến đâu để sau này ví dụ học cái gì thì họ hỏi là học cái gì rồi thì biết nhá. Chứ như vừa rồi anh ấy hỏi C học đến đâu cũng không biết. Rồi nhá, thì hôm trước mình học được 3 phần này. Đến nhập xuất dữ liệu này. Mình học cái rẽ nhánh đúng không? Cấu trúc rẽ nhánh này. Đây là bài tập về nhà này. Mọi người làm bài tập về nhà chưa? Đây. Bài đầu tiên này. Viết chương trình xuất ra màn hình hình vuông ký tự sao này, có cạnh này bằng A này. Với ai nhập từ bàn phím này. Được chưa? Chưa mình nhập. Thì bài này hiện tại mình chưa học vòng for nên là có thể bỏ qua cũng được. Nhưng mà để về cơ bản thì nó sẽ như sau. Anh sẽ mở mọi người mấy Depsy đi nhé. Anh sẽ chữa qua. Ai chưa làm thì xem luôn nhé. Thì hiện tại là chưa học về vòng for nên là trước mắt để cứ in theo vào cái chiều dài cố định có trước đi. Rồi. Rồi.h. In main này. In main thì làm sao? Return 0. Được chưa? Sau đó thì ví dụ là ví dụ hình vuông mình muốn có cạnh là 5 chẳng hạn này. Bây giờ in hết một dòng thì anh sẽ làm sao? Số dòng đúng không? Chưa nào. Rồi 49 này. Ai chưa làm thì quan sát nhé, chú ý quan sát nhé. Về nhà đã chưa làm thì đến lớp để quan sát nhé. Rồi. Ok, ví dụ đây là in hình vuông cố định này. Thấy chưa? Độ dài nó là 5 này, chiều cao là 5, thấy chưa? Cạnh là 5. Đấy thì hiện tại là chưa học về vòng for nên là mình chưa thể tùy biến được theo cái độ dài mình muốn. Mới chỉ in được kiểu cố định thôi. Rồi tiếp theo này. Chương trình thứ hai này. Bài thứ hai này. Viết chương trình nhập từ nhập vào bán kính của hình tròn này, xuất ra diện tích và chu vi của hình tròn đó này. Rồi ok thì cái này đầu tiên này. Mình sẽ in một dòng này. Để mời người dùng nhập này. Nhập bán kính hình tròn. Được chưa? Sau khi người dùng nhập rồi thì phải làm sao? Dùng cái gì để hứng? Dùng lấy scanf này để hứng này. Ok, scanf thì có hai thành phần đúng không? Thành phần đầu tiên chính là cái kéo của nó này. Thì bây giờ là mình để cho tổng quát thì mình sẽ là dùng số thực đúng không? Tổng quát cái bán kính của một cái hình tròn bất kỳ nó sẽ là số thực. Rồi. Tiếp theo thì cần một cái còn mà cần cái giá trị hứng nó này. Được chưa? Thì hiện tại là mình sẽ đặt một biến là r chẳng hạn này. Nó phải là cái dấu và nhá và r đúng không? Được chưa? Thì do r là gì? R là số thực đúng không? Thì mình sẽ khai báo biến là r. Plot r ở đây. Rồi. Sau khi cốt chạy dòng thứ năm này thì thằng r đã có giá trị rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần tính thôi. Mình tính diện tích thôi này. Diện tích thì bằng gì? Pi r bình này. Pi r bình nhân r. Được chưa? Tiếp theo thì mình cần cái gì nữa? Chu vi này. Tùy thì mình có thể là khai báo biến nhá. Đặt tên biến tùy ý với em thôi. Thì anh sẽ đặt tên là diện tích sẽ là s đi. Chu vi sẽ là p. Được chưa? Thì là gì? 2 pi này. 2 pi r đúng không? Rồi. Từ sau cái bước này mình đã vượt. Đây là mình vừa khai báo nhá, vừa gắn giá trị nhá. Vừa khai báo plot s nhá, vừa tính giá trị của s luôn. Hoặc là bọn em có thể khai báo bên trên này, hoặc là khai báo như này, phải ghét này. Thì thường người ta sẽ khai báo bên trên để cho dễ quản lý. Sau này ví dụ chương trình của mình nhiều biến thì phải quản lý được, thì người ta nhìn bên trên thôi chứ không ai người ta kéo hết từng dòng một người ta xem. Được chưa? Nên là thường sẽ khai báo ở trên để mới dùng. Ok, sau cái bước ở trên là mình đã có giá trị của SRP rồi, mình sẽ in lên màn hình nhé. Để xem kết quả mình đã làm đúng hay chưa. Rồi, mình sẽ in lên màn hình. Ghi là diện tích này. Diện tích hình tròn là, được chưa? Thì do diện tích là kéo gì? Diện tích là số thực đúng không? Thì mình ghi là phần trăm s này. Tiếp theo là cái giá trị đẩy ra ngoài, được chưa? Chính là s này. Rồi tiếp theo thì mình cần cái gì nữa? Chu vi đúng không? Mình cần in chu vi là màn hình. Chu vi. Cái dòng đầu tiên thì mình sẽ cho xuống dòng này. Hết dòng đầu tiên mình sẽ cho xuống dòng. Tiếp theo là chu vi. Chu vi. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Bấm 9 trước xem nó có lỗi đâu, báo lỗi đâu cả. Rồi ok, không lỗi gì, mình bấm F10 mình chạy thử nhé. Bây giờ nhập bán kính hình tròn này. Bây giờ anh sẽ nhập là bán kính là 1 này. Được chưa? Thì nó sẽ tính là diện tích hình tròn là 3,14 này và chu vi hình tròn là 6,28. Ok chưa? Ai chưa làm thì chép nhanh vào nhé. Hoặc là làm được rồi thì về tự thực hành. Ở đây thì mình có thể là gộp hai câu trên này này. Hôm trước mình đã học là lệnh print thì có thể có nhiều tham số luôn. Thì mình có thể ghi ở đây một câu ngắn gọn thế này. Diện tích này.
và chu vi này là phần trăm nhé và phần trăm nhé, được chưa? Tức là mình sẽ dùng hai tham số này, S này và B, mình sẽ đẩy vào trong này. Đấy, hai tham số này. Đây, tức là như này, tức là nó sẽ in một dòng thôi. Bây giờ anh sẽ in cho in cả ba dòng đấy nhé, in cả ba dòng. 49 này, cho 10 này, kéo dưới này, cho dễ nhìn code này. 1 này, được chưa? Nó sẽ in cả hai dòng, in cái dòng này nó sẽ gộp trên nhé. Đây là cái lệnh printf mà nhiều tham số. Ok chưa? Ai chưa làm được thì nốt nhanh đấy. Rồi, được chưa? Ai không ấy, nếu không kịp thì có thể chụp lại anh được. Rồi, tiếp theo đến ví dụ thứ ba. Diện tích của hình tròn biết bằng cách nhập từ bàn phím này, tính và in ra bán kính hình tròn. Tức là ở đây là bọn em biết cái gì rồi, biết diện tích của nó này và cần tìm cái gì, và cần bán kính, được chưa? Cái này ngược lại cái bài trên nhé. Bài trên là cho bán kính này, tìm diện tích đúng không? Bài này trên là cho diện tích và tìm bán kính. Ok chưa? Tức là bây giờ mình phải nhập yêu cầu người dùng nhập diện tích vào này, nhập diện tích hình tròn này, được chưa? Thì cần một biến để hứng giá trị người dùng gõ vào, đúng không? Nó sẽ là màn hình đen như người dùng gõ ấy, thì mình sẽ dùng một biến S này để hứng cái giá trị này, được chưa? Ở đây thì mình chỉ cần hai biến thôi, R với S. Tiếp theo thì mình cần phải tính giá trị R này. Diện tích thì bằng gì? Tích thì bằng R này thì bằng S này chia cho 3.14 đúng không? Thì nó còn gì? Nó chính là R bình, đúng không? Bây giờ cần tìm R thì mình làm cái nào? Dùng căn bậc 2 đúng không? Căn bậc 2 đúng không? Thì ở trong C người ta có cái lệnh căn bậc 2, người ta gọi là lệnh SQRT, được chưa? SQRT chính là lệnh để lấy căn bậc 2. Ví dụ SQRT của 4 sẽ là 2 đấy. Đây thì tôi anh sẽ cho cả cái này vào trong này. Đây sẽ là một hàm này, SQRT này, được chưa? Đấy, thì ở đây thì có thể nốt này. Ví dụ này, SQRT này có 4 này sẽ bằng 2 này, được chưa? Thì thằng SQRT này nó không dùng được ngay được, nó phải qua một thư viện. Ở trên này include này, hôm trước anh đã nói với các em là include, tức là mình lấy một cái thư viện rồi nó vào. Thì bây giờ để cho dùng được lệnh SQRT thì mình cần phải dùng thư viện mới, đó là thư viện met.h. Được chưa? Đây là thư viện trong toán học. Thư viện toán học. Được chưa? Nó sẽ giúp cho các em có những cái hàm ở trong toán mới có. SQRT S3.4. Sau cái bước này mình sẽ in ra màn hình này. Bán kính hình tròn là và cái biến mình cần in là biến R. Ok. Đây là bài thứ 3. Mình sẽ F9 xem có báo lỗi gì không. Hiện tại thì nó đang đây, hiện tại nó báo lỗi do cái ở trên thì mình bấm thiếu một dấu. Rồi F9 lại. F10 này. Được chưa? Nhập diện tích hình tròn nhé. Ví dụ 4 này. À bây giờ mình biết là diện tích hình tròn là 6.28 không? Thì nó tương đương này. Bán kính hình tròn này. Rồi ok, thì mọi người có thể thử này, xem phép toán của anh có sai đâu chẳng hạn. Ví dụ thế. Đây, nói chung là mình học thêm là một cái hàm nó là SQRT. Đấy. Diện tích này bằng này 3.14 này nhân với R bình này, được chưa? R bình. Thì bây giờ thì thằng R này sẽ bằng S chia 3.14 xong lấy căn bậc 2 này xong thì căn bậc 2 nó SQRT, nhớ vậy là được rồi. SQRT nó tương ứng với cái hàm thư viện ở trong met.h. Đấy, lưu ý thêm một cái nữa ở trong cái ví dụ này, thấy không? Ok. Tiếp theo thì mình làm ví dụ tiếp theo là chiếc chương trình nhập vào đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao của hình thang, xuất ra diện tích của hình thang đó. Thì cái này giống như ví dụ thứ hai thôi. Tức là em biết đáy lớn, đáy nhỏ xong rồi chiều cao tính diện tích, thì cái này nó yêu cầu nhập vào ba tham số thôi. Nó giống như cái ví dụ tính diện tích ở trên. Thì ở đây các em cứ làm tương tự này thôi. Tính công thức xong rồi in ra màn hình là xong. Đấy. Diện tích hình thang này bằng cái gì? Đáy lớn của đáy nhỏ nhân chiều cao chia 2 đấy. Rồi. Ok. Như vậy là anh đã chữa xong bài tập về nhà nhé. Rồi ok, thì anh sẽ ôn lại một tí về lệnh if ở đây. Một vài câu lệnh if. Như chúng ta đã học hôm trước thì lệnh if là lệnh rẽ nhánh. Tức là nó sẽ rẽ nhánh câu lệnh điều kiện. Tức là bọn em tư duy một cái điều kiện gì đó thì nó sẽ thực hiện theo bọn em ý muốn của em. Dạ. Nhà vệ sinh nhá. Em đi vào kia, đi thử vào trong kia. Đi vào này được.
thì anh sẽ in làm bằng lại một ví dụ này, in điểm này, làm một cái ví dụ về cái lệnh cấu trúc kẽ nhánh để ôn lại hôm trước này, không hôm trước rồi. Rồi ví dụ nhé, nhập điểm của bác này. Đấy, ví dụ mình yêu cầu người dùng nhập điểm này, nhập điểm xong này thì mình cần một cái biến gì để được điểm này, một biến để hứng giá trị của điểm này, phần xem d được chưa, điểm nó số nguyên. Tiếp theo thì mình ghi một biến là biến điểm ra, nó phải có cái gì và đây này. Thì khai báo để dùng được biến điểm mình cần phải khai báo này, in này, điểm này. Sau khi xong cái bước này thì điểm nó có giá trị rồi, sau cái bước này điểm nó có giá trị thì người dùng nhập vào bàn phím rồi, thì mình sẽ làm một cái lệnh điều kiện này, if này, điểm này lớn hơn 5 này, thì mình sẽ in lên màn hình này, in lên màn hình. Bạn đã qua môn trả này, được chưa? Đây là ví dụ trước nha, mọi người tập trung nha, mà chưa để ý hôm trước thì có thể xem lại ôn bài này. Đấy, đây là có lệnh điều kiện thôi. If và else này, if điểm lớn hơn 5 thì mình in cái mình gì lên màn hình này. Đấy, còn ngược lại thì sẽ làm sao? Bạn đã trượt này. Ok, thì mình sẽ chạy thử nhá. F9 này, F10 này, nhập điểm của bạn này. Thì mình ví dụ mình ghi là 7 điểm này. Được chưa? Bạn đã qua môn. Rồi, mọi người xem thuộc lại cái ví dụ này chưa? Nhớ được cái cú pháp nhá. Tất cả mọi người tắt hết Facebook đi nhá. Học có một lúc thôi, học 9 giờ là ta thôi. Tập trung nhá. Đi học nó phải mang cái gì về nhà có giá trị một tí. Rồi. Ok, thì đây là xong cái if này. Được chưa? If else này. Đấy, cứ nhớ if là một thực hiện một điều kiện gì đó này. Nếu một cái gì đó thực hiện này, nếu một cái điều kiện gì đó xảy ra này thì sẽ kéo theo một cái gì đó này. Được chưa? Hoặc ngược lại. Đấy, đây là if else. Ok, bây giờ thì để cho mọi người nắm rõ lại cái if này thì anh sẽ cho qua bài tập này. Nhập một số nguyên từ bàn phím và xác định số nguyên đó là số chẵn hay số ghẻ. Số đó là số chẵn. Số chẵn hay số lẻ. Được chưa? Đấy. Yêu cầu là của anh là viết một chương trình này, yêu cầu người dùng này nhập một số vào đấy, xong rồi chương trình sẽ xác định ra đây là số chẵn hay số lẻ, xong rồi in ra màn hình. Được chưa? Mọi người cho mọi người 5 phút để làm. Chưa đây là thông tin là thế nào, mình đổi hết mail cái thứ rồi. Vâng, trước mail domain. Thì cậu có thể mua về cậu đổi thôi. Mình chỉ biết là mình bán nick y như vậy thôi, nick y như bên bán bác Phương thôi, chứ còn nó yêu cầu trước thì không bán. Đây thì cái đây thì bác hỏi bác Phương ấy, bác Phương đang làm ấy. Vâng, mình chỉ bán hộ thằng em thôi thì mình không rõ. Nick bia thường thì là 4.500 một nick, còn bia cỏ thì là 9.000 một nick. Bia thường random ví dụ 2018 thì 2007 gì đấy, chứ không thể yêu cầu cao được. Vâng, bia cỏ là 9.000, tầm 16 gì đấy, 16-17 gì đấy, hoặc là ít hơn, nói chung random hết mà cậu.
thì mình cũng có quan tâm lắm đâu. Vấn đề là mình bán cho anh em dùng chứ còn ai mua thì mua chứ mình không có bán là chi. Cậu mua 1.000 con thì nó cũng thế đấy cậu. Ok. Mọi người có bán được cái gì chưa? Có ai biết là ý tưởng ở đây sẽ là gì không? Chọn đấy. Rồi đúng rồi đấy. Ý tưởng ở đây mình xác định một số nguyên là số chẵn hay số lẻ thì mình sẽ dựa vào là cái đồng dư của nó này, số dư của nó cho hai này, nó sẽ là bằng 0 này hay bằng 1 này, được chưa? Rồi. Ok, ý tưởng là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ code luôn. Ai mà chưa làm được thì nhìn lên bảng. Đó, ý tưởng đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ ghi này, ghi được này. Nhập một số nguyên bất kỳ để cho in ra cho người dùng này. Tiếp theo thì sau cái bước này thì người dùng sẽ nhập vào này. Em khoa học tự nhiên kia em là cao bao nhiêu? Dạ. Em cao bao nhiêu? Em chẳng biết em cao bao nhiêu. Chuyên lý hay chuyên hóa hay chuyên toán? Em chất lượng cao. Chất lượng cao à? Anh tưởng chuyên lý. Rồi. Số nguyên bất kỳ đúng không? Số nguyên thì nó sẽ là gì? Phần trăm D này, thấy chưa? Bây giờ ví dụ mình gọi số nguyên này là A đi. Và A này, thấy chưa? Thì để dùng là A này, thì mình sẽ khai báo này. Khai báo viết A ở trên. Ok. Sau bước này thì mình đã có một số nguyên A rồi. Bây giờ mình sẽ check này, dựa vào câu lệnh điều kiện này, if này. Nếu mà A này chia hết cho 2 này, chia 2 bằng 0, thấy chưa? Tức là chia hết này. Đấy, mọi người nhớ cái toán tử nhé. Cái toán tử so sánh bằng. Bằng ở trong C thì nó phải là hai dấu bằng, thấy chưa? Đấy. Nếu mà A phần trăm 2 tức là số dư của A cho 2 mà bằng 0 đấy, tức là bằng 0 ấy, là chia hết ấy, thì làm sao? Thì mình sẽ in ra màn hình này. Đây là số chẵn này. Đây là số chẵn, được chưa? Nếu mà ngược lại này thì nó sẽ là gì? Số lẻ này. Rồi ok, sau đó thì mọi người F9 này xem có báo lỗi gì không. Không có lỗi gì thì F10. Nhập một số nguyên bất kỳ này. Được chưa, ví dụ anh nhập số 5 này, báo đây là số lẻ, được chưa? Đấy, mọi người gõ nhanh cái ví dụ này vào đi, nếu ai chưa làm được. Được hết chưa? Chạy hết đi nhá. Chưa chạy được phải xem lại nhá. Rồi. Tiếp theo là ví dụ tiếp theo này. Nhập một số nguyên có 3 chữ số và in ra màn hình. À, và in ra màn hình đọc tên từng chữ số một. Ví dụ nhá. Ví dụ anh in, anh ghi vào màn hình này. Thôi cái này để ví dụ sau đi, cái này hơi phức tạp một tí. Ví dụ anh in vào màn hình số, anh nhập vào màn hình nhé, số 367 đúng không? Thì nó sẽ in ra màn hình này, in ra màn hình này là 367. Đấy. Ai có ý tưởng gì làm cái ví dụ này không? Để các số không này chín rồi, bằng không rồi. Kiểu mình sẽ check ấy, tức là đầu tiên mình phải tìm được là từng chữ số một là như nào đúng không? Sau đó thì mình sẽ làm một cái lệnh kiểu if ấy. Nếu mà là số ấy là bằng 1 đúng không? Thì mình sẽ in ở màn hình là cái chữ số 1. Đấy, kiểu ý em. Ví dụ nhé. If này. A bằng 1 này. Mình sẽ in ở màn hình này kiểu này. Print nhé. In ở màn hình là số mình. Đấy, viết những kiểu đọc ấy. Phát âm của nó ấy. Đấy, ví dụ đấy, kiểu ý tưởng như vậy. Thì bây giờ là cái ý tưởng mình cần phải tách ra được ấy. Thì nếu mà bây giờ ở đây mình có bao nhiêu trường hợp?
một một trong hệ đến 10 thì có bao nhiêu chữ số, mình có 10 chữ số đúng không, từ 0 này, 0 đến 9 này, tức là nếu mà mình dùng lại if ấy, thì mình cần phải if 10 phát, được chưa, thì từ đấy thì đi người ta sẽ sinh ra một cái nữa là sweep, giúp cho các em dùng cái câu lệnh điều kiện này nó được ấy hơn, nó dễ dàng hơn, đỡ phải viết nhiều dòng hơn đấy chẳng hạn đấy, thay vì việc mình dùng if này nó hơi phức tạp một tí. Rồi trong trường hợp ấy, trong trường hợp này mà nhiều điều kiện này đấy nhá, từ đây anh sẽ comment luôn này, trong trường hợp sau đó anh sẽ học dạy kia, sau đó thì mình sẽ quay trở lại ví dụ này, trong trường hợp mà nhiều điều kiện này, nhiều điều kiện thì dùng switch, được chưa, mình gọi đúng không, đây switch cây, được chưa, switch cây, ok, trong trường hợp mà nhiều điều kiện thì mình sẽ dùng cái lệnh script cây đấy, thì ở trong khuôn khổ của mình thì ở cơ bản anh chỉ dạy cái lệnh script cây thôi, sau này thì bọn em có thể học nâng cao lên này, nó có thể là script cây lồng nhau ấy, thực ra cái này cũng chỉ là tư duy về lồng nhau thôi, tức là trong điều kiện ấy, khi mà các em rẽ nhánh ấy, thì các em có thể rẽ nhánh nhiều phần, ví dụ nhé đang đi theo đường này chẳng hạn này đang một đúng không, em có thể rẽ nhánh là 3 phần này, đây này, đây đây để chờ rẽ nhánh là 3 hướng này, nhưng mà từ mỗi hướng này bọn em có thể tự rẽ nhánh tiếp đấy, tức là nó là lồng nhau ấy. Rồi anh sẽ ví dụ luôn về cú pháp, cú pháp thì để ví dụ thì anh sẽ lại cho tiếp một cái in điểm mình, à thôi đọc số luôn đi. Rồi đầu tiên thì chương trình này mình sẽ include này, sẽ yêu cầu người dùng nhập một số này, nhập một chữ số ấy. Chữ số là chỉ từ 0 đến 9 đấy, còn nếu một số thì nó có thể nhiều trường hợp, nhập một chữ số, chữ số bất kỳ, được chưa, thì người dùng từ đấy có thể gọi sẽ nhập từ 0 đến 9 này, và mình sẽ dùng biến A để mình thống giá trị này, A thì mình sẽ khai báo biến là nó là kiểu số nguyên này, yêu cầu mọi người gõ code nhé, không làm việc riêng nhé. Rồi, A sẽ là kiểu số nguyên này. Ok, anh sẽ dùng ở đây script cây. Đây, ở đây mình sẽ làm ví dụ này, mình dùng trường hợp và nhiều trường hợp này. Script này thì cú pháp nó sẽ như này, được chưa? Đóng mở ngoặc này, và cái biểu thức bên trong này, giá trị của biểu thức bên trong, được chưa? Ví dụ ở đây biểu thức của mình chỉ là A thôi, nhưng ví dụ biểu thức sau này của em có thể là cộng với 1 hay là cộng 2 hay các kiểu ấy. Đấy, hay nhân chia cộng trừ đấy, nói chung là một biểu thức bên trong, biểu thức rõ nào bên trong. Rồi thì nó sẽ sinh ra một thằng nữa cây, tức là sweep giống như kiểu là khóa này, muốn trường hợp ấy thì nó sẽ tương ứng cây ở đây trong tiếng Anh nó là trường hợp ấy. Đấy, ví dụ là nếu mà a này mà bằng 1 này thì nó sẽ làm cái gì ra màn hình này, kiểu kiểu đấy, nằm một cái khối lệnh ở bên dưới, ở đây thì để cho đơn giản thì anh sẽ dùng một lệnh để in ra màn hình đi. Đấy, trước mắt thì học C thì bọn em đi học chỉ những cái lệnh như kiểu là chỉ in ra màn hình thôi, nhưng mà sau này thì cái lệnh ấy nó có thể là một cái gì đó bọn em có thể tùy biến được. Đấy, ví dụ ở lệnh di chuyển hay lệnh gì ấy, ở đây thì dạy tư duy thì mình chỉ dùng qua ví dụ ở màn hình con sói ấy. Tiếp theo này, free nhé, mình sẽ làm một lệnh này, giá trị của A là 1. Rồi ok, anh sẽ làm một cái nữa này, cây này. Cây 2, giá trị của A là 2. Thì giống như thằng if thì thằng sweep này cũng phải có một cái đóng mở ngoặc này, mở nhọn này. Đấy, giá trị của A là 1, giá trị của A là 2. Kéo chỉ cái này cho dễ nhìn. F9 này, F10. Đấy, ở đây thì các em, đây, từ mọi người cứ làm hết đi, check hết lên trên bảng mà anh sẽ giải thích. Cố gắng là vừa gõ vừa nghe vừa ấy luôn, tập trung luôn.
Rồi mọi người có xong hết chưa? Có xong thì nhìn em báo nhé, anh sẽ giải thích nhé. Cái sống quýt này nó giống như kiểu là chia nhánh ấy, nó giống như kiểu thằng if thôi, nhưng bây giờ nó có thể chia được nhiều nhánh. Ví dụ là nếu bọn em nói if ấy, if thì bọn em chỉ có thể chia thành el hoặc là gen hoặc el thôi. Tức là nếu mà điều kiện đúng xảy ra thì sẽ là gì đúng không? Đây nhé, ví dụ anh sẽ mở lại if để cho bọn em so sánh này. Đây nhé, ở trong if này thì bọn em chỉ so sánh này. Nếu mà cái này xảy ra này thì nó sẽ chạy vào đây đúng không? Còn nếu mà không xảy ra nó sẽ chạy cái này. Được chưa? Tức là nó chỉ hai nhánh thôi. Như thằng số if này. Bây giờ đấy, nếu mà a đúng này, được chưa? Nếu mà a đúng mà rơi vào trường hợp 1 này. Nếu mà a rơi vào trường hợp 1 thì nó sẽ làm cái lệnh gì đó này. Nếu a rơi vào trường hợp 2 thì nó sẽ làm cái lệnh gì đó, được chưa? Hoặc cũng có thể nó sẽ chia thành nhiều nhánh này. Nếu mà a rơi vào trường hợp là 3. Đấy, cây ở đây tức bọn em có thể hiểu là trường hợp ấy. Ví dụ bài 8 bọn em chia nhiều trường hợp ấy. Đấy, ví dụ cái giá trị của biểu thức này nó đang có thể rơi vào 3 trường hợp này, 1 2 3. Biểu thức a đây là mình chỉ là ví dụ nó tương đương cho một biểu thức thôi. Bây giờ anh sẽ chạy thử nhé, F9 nhé, không có lỗi gì. F10 mọi người quan sát chỗ này nhé, chỗ này sẽ đều đặc biệt này. F10 nhé, được chưa? Thì theo tư duy logic này, nếu mà anh điền số 1 đây thì nó sẽ hiện cái gì ở màn hình? Nó sẽ hiện cái dòng này đúng không? Đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Đấy, thực tế nó sẽ in cả ba dòng ra. Đấy. Rồi anh sẽ làm tiếp ví dụ này, anh sẽ cho tiếp này. Anh điền số 2 này. Mọi người quan sát xem nó sẽ chạy cái gì ra. Được chưa? Điền số 2 nó sẽ chạy cả cái này với cái này. Được chưa? Nên là cái thằng số ít cây nó có một điều nó tràn vô lệnh. Nên bọn em phải sinh được một cái nữa là break. Đúng rồi đấy. Break, tức là nó kết thúc một cái trường hợp. Bọn em nhớ cho anh cái này nhá. Tức là khi kết thúc một trường hợp, xử lý xong cái trường hợp rồi, bọn em phải thêm anh break. Đấy, để nó không chạy sang những cái trường hợp khác nữa. Nó không chết cái trường hợp khác nữa. Được chưa? Bây giờ anh sẽ chạy lại nhá, F9 nhá, F10 nhá. Đấy, lưu ý như vậy. Ví dụ anh điền số 2 này. Được chưa? Bây giờ nó chỉ điền vẫn số 2 là mình thì không. Đấy. Lại nhá, bây giờ anh điền thử số 3 đi. Ở trên nó in số 3 là màn hình nhá, giá trị của A là 3. Nhưng bây giờ giả dụ nhá, anh điền số 4 đi sao? Mọi người tư duy nhá. Bây giờ ví dụ anh điền số 4 đi sao? Số 4 nó không hiện cái gì đúng không? Bởi nó không rơi vào một trong các trường hợp ở trên. Được chưa? Nhưng bây giờ nếu mà thì ở trong sweep ấy nó có một cái này là default. Tức là tất cả những cái trường hợp ấy mà ngoài tất cả các trường hợp khai báo bên trên thì nó sẽ in ra màn hình cái này. Được chưa? Nó sẽ in cái này ra màn hình. Tức là cái trường hợp ngoại lệ ấy không phải này. Không phải một trong các trường hợp bên trên thì nó sẽ chạy lên default. Được chưa? Default trong tiếng Anh là mặc định ấy. Được chưa? Thì anh sẽ in ra màn hình ở đây không phải là một trong các trường hợp bên trên. Được chưa? Thì anh điền số 4 thì nó sẽ in cái này ra màn hình. Anh điền số 5 thì nó in cái này ra màn hình. Rồi. Cái 9 nhá. Thì thằng default này không cần break nhá, bởi vì nó nằm ở bên cuối rồi. Nó nằm ở cuối cùng của tất cả các trường hợp rồi. Các chị nhá, hoặc bọn em có thể này, nếu mà có quen tay có thể cho thằng break ở cuối cũng được. Quãng được, không quãng được, được chưa? F9 nhá. F10 nhá. Bây giờ anh điền thử số 5 nhá. Được chưa? Nó ghi đây là không phải một trong các trường hợp ở trên. Rồi, anh điền tiếp số 6 nhá. Được chưa? Tất cả nó đều không rơi vào tất cả trường hợp trên thì nó đều in cái là màn hình. Được chưa? Đây các em có thể bỏ break đi cũng được. Rồi, đây là cái thằng trường hợp mà sổ quý vào cây. Rồi. Đây mọi người nắm được cái cú pháp ấy nhá. Khi mà học ngôn ngữ mới thì mọi người cố gắng nắm được cái cú pháp. Không cần học thuộc được, mình miễn là mình vẫn tra được còn được. Phải nắm được cú pháp của nó. Xin tách ấy, nắm được cú pháp. Còn tư duy lập trình thì nó giống nhau thôi. Ngôn ngữ nào thì nó cũng gần gần như vậy. Rồi, mọi người chép hết vào nhá, cố gắng chép hết vào nhá. Đấy, anh vừa nói đấy, tức là nó không ví dụ nhé, nếu mà không rơi vào trường hợp 1 đúng không, không rơi vào trường hợp 2 và cũng không rơi vào trường hợp 3 thì nó sẽ phải làm cái này. Rồi cho tức là thằng này nó sẽ là ngoại lệ, nó sẽ là tất cả các trường hợp ở trên đều không rơi vào thì nó rơi vào đây. Đấy, nó là hứng cuối cùng ấy, tức là thằng số ít mình luôn luôn là nó hứng tất cả các giá trị kiểu như vậy. Single default. Ghi đây là ghi là bây giờ có thể sửa cái này thành ví dụ là một ngày trong tuần chẳng hạn này. Đấy, cũng có thể tương tự thôi, ví dụ là nhập vào hôm nay là thứ mấy chẳng hạn này. Hôm nay là thứ mấy này. Đấy, xong yêu cầu mình Hùng là gõ số này. Gõ số thay cho thứ này.
Tức là ví dụ người dùng nhập vào số 2 chẳng hạn này. Đấy, nhập vào số 1 này thì mình sẽ bỏ là hôm nay là chủ nhật này chẳng hạn đấy. Đấy, ví dụ nếu người dùng nhập vào số 2 này thì mình ghi là nay là thứ 2 này. Kiểu kéo đấy. Để cho mình rèn được cái cú pháp của cái thằng này. Nay là thứ 2. Nó chia nhánh luôn. Một tuần thì có 7 ngày luôn. Tức là đây cần phải chia làm 7 nhánh. Được chưa? Đây là thứ 2 này. Để cho nhập 3 này, đây là thứ 3. Chia thành 7 nhánh. Rồi. Với thêm một cái thằng default nữa cũng được. Nếu mà người dùng nhập ngoài tất cả đây ở trường hợp trên. 2 này. 3 này. Ở đây thì anh sẽ làm đến thứ 5 thôi. 4 này. 5 này. 3 này. 4 này. 5 này. Rồi, F9 nhá. F10 nhá. Rồi, hôm nay thứ mấy nhá? Ví dụ anh có số 3 này. Được chưa? Nó ghi là này là thứ 3. Đấy. Chạy này này. Ví dụ là ghi là thứ 5 này. Này là thứ 5, được chưa? Đấy. F10 này, ví dụ là ghi số 10 ở đây này. Không phải các trường hợp bên trên. Được chưa? Ngoại lệ luôn. Đấy. Ok, đây là một số ví dụ đơn giản về sweep cây không? Đấy, tùy từng bài toán từ tình huống bọn em dùng. Hầu như thằng sweep này nó rơi vào cái trường hợp mà quá nhiều trường hợp người ta mới dùng thôi. Còn không thì người ta vẫn chỉ dùng if và else thôi. Là nó cũng khá là dùng nhiều, 70% rồi. Ok, bây giờ anh sẽ quay mọi người chép cái, cố gắng chép cái ví dụ của cái thằng sweep này nhá. Cố gắng chép cái ví dụ để biết cái cú pháp nhá. Không tí này không biết code làm sao. Rồi, bây giờ anh sẽ quay lại cái ví dụ này. Cho một số nguyên có 3 chữ số này, mình cho người dùng nhé. Gõ vào cái số nguyên này. Và in ra màn hình từng chữ số của nó, ví dụ nhé. Nếu mà người dùng quá là số 367 đúng không? Nó in ra màn hình là số in đúng như này luôn. 367, được chưa? Giống như kiểu điện thoại cũ ngày xưa ấy, nó hay kiểu như đấy. Ok. Thì bây giờ mọi người làm đi. Anh cho 5 phút để mọi người nghĩ cách thử làm thử. Sau đó thì anh sẽ code mẫu. Ví dụ mình in là số 056 này thì nó sẽ in ra màn hình. Mục đích là 3 chữ số rồi. Ừ, 3 chữ số. Sau này bọn em có thích không? Em có thể phát triển thêm. Muốn phát triển thêm thì phải làm sao? Em phải xác định nó có 3 chữ số đã. Đấy. 356. Em có thể phát triển thành gọi số điện thoại vào trường hợp này. Xong còn đọc. Sau này thậm chí là bọn em có thể kết nối với file âm thanh ấy. Đấy, thực chất là trong mấy cái điện thoại cũ cũ mà ngày xưa dùng C# hơn. C thì không kết nối được. C cộng thì cũng có thể một file media swap thì có thể đấy được. Ví dụ là không thì nó link ra một cái file gì nó đọc là không chẳng hạn, 5 thì link cái file gì nó đọc 5. Đấy, ví dụ thấy không? Tất nhiên là mình đang luyện để luyện được cái anh muốn hướng tới là mọi người luyện được cái cú pháp để sau này mọi người học cái gì nó cũng biết. Đấy, còn nó luyện được cái thuật toán nữa, thuật toán đây thì cũng dễ thôi, chưa có gì cả. Rồi mọi người nhắn vào đề bài chưa? Rồi anh sẽ có code ở đây, mọi người cứ code ở dưới đi. Nghĩ là cách mà code. Anh sẽ code dần luôn cho nó nhanh. Em dùng cái gì được miễn là ra được kết quả. Thì ở đây anh hôm nay anh mang đến mấy máy nhỉ? Hải ơi. Một máy không? Có một máy thôi. Một máy để đây rồi. Hình như ai cầm ấy nhỉ? Hình như anh cầm được. Bây giờ cái máy bây giờ ai cầm ấy nhỉ? Không, họ cầm về rồi. Hình như anh cầm đấy. Máy nó không kết nối được thì nên cầm về. Nó lạc, nó lỗi rồi. Không kết nối được với app điều khiển.
Đấy, cứ gõ ở dưới đi. Mọi người gõ cho anh, gõ ở trên thì ai quan sát thì cứ. Đây thì Hải phát cho một nhóm các bạn nhé. Ba bạn, bốn thằng một máy đi nhá. Bốn thằng một máy trao đổi với nhau nhé. Tí nữa xem thằng nào cầm về cái CD nhá. Nhưng cũng cầm về nhá. Cháu phải dùng đâu? Không, cháu cứ ấy để cháu tìm hiểu có tính năng của nó còn biết được hướng mình dạy em. Nhưng mà cháu tưởng team kia dạy. Không, cháu thích được chủ yếu với team kia chỉ phối hợp thôi. Phối hợp á? Phối hợp cái gì hả? Thôi được rồi, cái đấy thì chúng ta đấy. Cái đấy thì chúng sẽ là. Vâng vâng. Nói chung tổng thể là không phải học một dự án này đâu. Vâng. Học cách làm dự án ấy. Chẳng qua cái này là đầu tiên để các em biết được là cái dự án nó bao gồm đi. Có hiểu đi chưa? Vâng. Tại cháu thấy team giới thiệu là sẽ dạy là lập trình các thứ cho. Có. Vâng. Nhưng mà sẽ những phần nào mình dạy rồi thôi, tất cả. Vâng. Chỉ cần lấy kết quả này em ạ. Họ chỉ yếu dạy về phần biết điện tử với cả ấy thôi, kết nối rồi cái lập trình cơ bản là mình đã dạy rồi. Vâng. Sao em? Vâng, hướng dẫn. Tất cả mình cũng chú muốn phải có một người hướng dẫn thi. Ai sẽ lớn về chúng nó lại. Vâng. Còn cái này còn phải học cả lập trình web, còn nhúng vào nó quản lý trên web các thứ cơ bản. Cái này nếu mà phải in 50 10 bằng 6 thì phải có hơn 10 lần. Em có 10 cái script nào được. Em có thể làm demo cho là nhỏ 5 thôi, tức là từ 0 đến 5 thôi. Ví dụ có chữ số mình là 1 trước không, chờ một đoạn. Được rồi. Dạ, chuyện rồi cháu. Cháu chuẩn bị đi đâu nhỉ? Nhận lời ra nhé. Có chạy nhảy. Nhận lời ra nhé. Chào được rồi ra. Cô này trước học cùng trường cháu. Cô nào? Học tự nhiên. Anh truyền lý họ tự nhiên K27. Từ nãy giờ mọi người cướp phạm. Ngồi và nghe cướp phạm. Rồi thì ý tưởng tách chữ số thì mọi người có thể dùng như này. Chữ số, ví dụ nhé, một số của mình nhé. Số của mình là số, chỉ để em tổng quát đi, số này anh sẽ ghi là x đi. Biến x đi. Được chưa? Số của mình, ví dụ số ba chữ số đúng không, thì nó sẽ là gì? ABC này, ABC đúng không? Thì bây giờ để lấy được chữ số C đúng không? Thì anh sẽ lấy ý tưởng này, anh sẽ lấy số ABC này, anh chia phần trăm cho 10, tức là lấy cái số dư của nó cho 10 thì nó sẽ được cái gì? Nó chính là được C đúng không? Đấy nhá, ví dụ nhá, số của mình là 127 đúng không? Phần trăm số dư của nó cho 10 đúng không? Thì chính bao nhiêu? Chính là 7 đúng không? Chính là cái số cuối cùng đó. Đấy là ý tưởng của mình nhá, là sẽ lấy số C. Tiếp theo này, để lấy số B thì lấy như nào? Lấy số B thì anh sẽ có ý tưởng như sau. Anh sẽ lấy này, lấy tiếp này ở trên nhá, lấy ABC nhá. Mọi người quan sát cái ý tưởng nhé, ý tưởng xong hãng cốt. Được chưa? Ví dụ anh lấy số ABC nhé, anh chia cho 10 đúng không? Sau này anh ghép kiểu thành số nguyên này, ghép thành số nguyên. Ví dụ nhé, số của mình là 127 đúng không? 127 chia cho 10 bằng bao nhiêu? Bằng 12,7 đúng không? 12,7 này, nhưng mà anh ghép kiểu thành số nguyên này thì nó còn bao nhiêu? Nó còn 12 đúng không? Được chưa? Sau đó anh sẽ lấy cái 12 này, anh lấy cái 12 này nhé, anh lấy tiếp phần trăm cho 10 này. Được chưa? Thì nó sẽ được cái gì? Nó được 2 đúng không? Nó được 2. Và 2 chính là số gì? Số B đúng không? Đấy. Hiểu ý tưởng chưa? Đấy. Tức là số cuối cùng này thì mình sẽ lấy nó này chia phần trăm cho 10 đúng không? Sẽ là số cuối cùng. Còn cái số thứ hai này, số thứ hai thì mình sẽ dùng cách là mình lấy nó này, mình chia cho 10 đã này, chuyển nó thành số nguyên này. Sau này tiếp lấy tiếp phần trăm cho 10 thì được số 2. Đấy. Mọi người quan sát nhé, chú ý tập trung quan sát nhé. Rồi. Tiếp theo này còn cái số thứ ba này, à, cái số đầu tiên này. Số đầu tiên này, số A này, số A của mình là bao nhiêu? Số A của mình chính là cái kết quả luôn này. Chia là kết quả này, chia cho 10. Được chưa? Chia cho 10 thì nó chính là bằng 1, nó chính là số A. Quan sát, hiểu giúp này nhé. Số này hơi có hiểu một tí này. Đây nhá, số đầu tiên thì mọi người hiểu chưa?
số cuối cùng ấy, số cuối cùng là chính là nó này, lấy số dư của nó này cho 10, chính là số C được chưa? Ok chưa? Tiếp theo này, để lấy được số B này, để lấy được số B thì anh phải chia cho 10 đã, chia số ABC chia cho 10 được chưa, thì nó được bao nhiêu? Sau đó ép kiểu y này thì nó sẽ được AB này, được chưa? Nó sẽ còn hai chữ số thôi. Tiếp theo thì mình là tương tự ở bên trên này, mình sẽ lấy tiếp này, lấy AB này, lấy phần trăm cho 10 này, thì mình sẽ được số gì? Chính là số B, hiểu ý chưa? Đấy, tiếp theo thì mình đã qua B rồi, mình đã có B rồi, bây giờ mình dùng A, mình lấy A vào cái nào? Mình lấy AB này, mình lấy tiếp mình chia cho 10, sau đó mình sẽ lấy kiểu nguyên này, được chưa? Lấy kiểu nguyên này, lấy kiểu số nguyên đấy, thì nó còn được cái gì? Nó chính là A. Đấy, ý tưởng của mình như vậy, mọi người nắm được chưa? Rồi, giờ gõ đi, giờ gõ dần vào đi, ở đây anh sẽ gõ bên dưới đấy. Nắm được ý tưởng đấy, hiểu chưa? Chia cho 100 thì nó được bao nhiêu? Nó được bao gì? Ví dụ như 127 chia số nguyên cho 100 thì bao nhiêu? Cũng được đúng không? Cũng được mà. Ừ, cũng được mà, thì anh đã bỏ được mà. Ừ. Thì ở đây anh đang muốn là mình lập ấy. Ví dụ sau này, ý anh là bây giờ, ví dụ sau này em còn là 10 chữ số rồi thì em lập cái này cũng dễ hơn. Hoặc thì em có thể làm theo cách của em đang làm ấy. Tức là em có thể là chia số mũ nhé. Ví dụ là lấy số cuối cùng ấy, là bằng cách mà mình lấy nó chia cho 10, được chưa? Nếu mà lấy số B thì mình sẽ lấy là gì? Chia cho bao nhiêu? Chia cho 100 là bao nhiêu? 127. Được chưa? Đây lấy số dư được chưa? Cái này được nhưng anh thấy cái này dễ hiểu hơn. Nếu mà mình cứ lấy lần lượt, bởi vì thực chất nó bóc tách từng chữ số một thì nó dễ hiểu hơn là việc em tách từ thằng này với thằng này. Đấy. Ok chưa? Dễ hiểu hơn đúng không? Cái này thì cảm giác nó dễ hiểu, nó không bị lẫn. Đấy, cứ từng số nguyên một lấy chia cho 10 nó sẽ được cái số cuối cùng, xong cái tách dần ra là được. Ok, mọi người chép cái đấy này mà. Bây giờ anh sẽ code ở bên dưới này. Đấy, chữ số thứ ba này. Đây nhá, mình sẽ ghép này. Chữ số thứ nhất này. Đúng không? Sau đó chữ số thứ hai này. Đây là chỉ là phép mấy thôi, bài toán chia hết rồi mà. Chữ số thứ ba đúng không? Thì chữ số thứ ba là bằng gì? Bằng chính cái số chữ số của mình, bằng số của mình này. Chia cho 10. Được chưa? Lấy số dư chia cho 10. Rồi. Kết quả này, kết quả có phép chia bên trên này. Được chưa? Thì sẽ bằng x này chia cho 10 chính là kết quả. Được chưa? Được kết quả rồi. Được kết quả, kết quả của mình nó sẽ là gì? Nó là hai chữ số này. Đây nhá, mọi người quan sát nhé. Đây chính là chữ số 3. Đấy, kết quả của mình nó sẽ là gộp của hai chữ số 1 với số 2. Bây giờ muốn lấy chữ số 2 thì nhỉ? Mình đã lấy tiếp kết quả này chia cho 10. Được chưa? Thì đây sẽ là chữ số thứ 2. Đây sẽ là chữ số thứ 2. Được chưa? Đấy. Hoặc là mình lấy kết quả này chia cho 10 luôn thì mình được chữ số thứ nhất. Ok chưa? Hơi hạnh não một tí. Sau khi xong rồi thì ví dụ anh có thể in ra màn hình này. In ra là in theo đúng cái thứ tự mình đang muốn không? Mình đang muốn là in là số 1, số 2, số 3 đâu. Thì bây giờ đến đây đã xong chưa? Đến đây mình cần phải làm cái gì nữa? Cần làm một cái script nữa đúng không? Để mình chuyển từ số sang dạng chữ số. Ok, cần một cái script nữa thì anh code luôn bên này cho nhanh nhỉ. Cần một script nữa. Được chưa? Cần một script nữa. Thì mọi người cứ chép này vào đã. Xong rồi thử đã. Thì thường ý, người ta phải in cái này ra trước xem mình làm đúng chưa đã. Thì người ta mới chuyển sang cái lệnh chữ xong. Bây giờ là số gì? Phần trăm D này. Tiếp theo là chữ số thứ nhất đúng không? Chữ số thứ nhất này. Chữ số thứ hai. Chữ số thứ ba. Mỗi ngày xuống dòng đi. Đấy, mọi người quan sát theo anh có làm đúng hay làm sai gì không? Hay là đấy nhé. Cái gì cơ? Anh phải chơi bằng trang cốt phần nhé. Cốt phần á? Anh biết được chứ anh không nghỉ. Bây giờ trang đấy dùng để dạy tin. Ở đâu? Ở trường mình á? Vâng. Các chị khóa hay không về lắp như sao ấy? Làm trang bây giờ dùng để dạy tin trên cả trường. Anh tưởng cái trang này của nước ngoài, thế của mình tự làm à? Trường mình cũng biết là tự làm. Cái cốt phần đấy khác cốt phần ở trên đấy không? Có đoàn đâu có cộng đồng nó khác. Ngày xưa bọn anh có học cái gì đâu, hồi học cái gì nhỉ? Hồi đây mình học cái gì nhỉ? Tính vận tốc à?
tính vận tốc rơi thì nó có hát với cái gì nhập từ bàn phím hát này xong rồi tìm nó vận tốc cái gì ấy. Khó đấy, còn là chỉnh C trên trường. Bây giờ bài là có trên này không, tức là bây giờ nhá, ví dụ anh nhập thử số nhá, 2, 2, 3, 5 được chưa? Nó sẽ in là đúng là thứ tự 2, 3, 5 được chưa? Mình cần phải check cái giá trị của chữ số 1, 2, 3 đã. Nhưng mà yêu cầu của bài toán là gì? Yêu cầu bài toán là phải in ra chữ, tức là mình cần phải check đã, mình cần phải điều kiện này. Bây giờ mình tức là mình làm đúng cái bước tách đã, cái bước này người ta gọi là bước bóc tách này, được chưa? Bóc tách này, bóc tách chữ số ra, được chưa? Thì hiện tại trong ngôn ngữ C này chủ yếu em luyện thuật toán thôi, chứ còn tất cả ngôn ngữ bậc cao khác thì mấy cái bước này làm chỉ một hai dòng thôi là xong. Đấy, tách chữ số thì bọn em có thể dùng tách chuỗi cái gì đấy. Đấy thì hiện tại là mình đang học về tư duy thôi, tư duy về số dùng đồng dư thôi. Ok, thì bây giờ anh sẽ check nhá. Chữ số nhất này, nếu mà rơi vào trường hợp không luôn thì mình in cái gì? In không này, in không, được chưa? Chữ số thứ hai này, ở đây thì đỡ phải viết lại thì copy luôn này nhanh, copy luôn này lên đây, đỡ thêm một trường hợp. Cây không này, cây một này sẽ in gì? In số một. Cây 2 là in gì? Số 2. Đây, số 3. 4 in số 4 này. 4 này. Bình thường nếu mà làm bài này thì bọn em nếu mà chưa biết cách tách ấy, thì bọn em cần bao nhiêu trường hợp? Bao nhiêu số tương đương bao nhiêu trường hợp? Ba số tương đương với 1000 trường hợp đúng không? Tức là cần phải sweep cây 1000 trường hợp. Đúng không? Thì mới in được ra bao nhiêu sweep cây 1000 trường hợp thì mới có thể in được ra màn hình 1000 chữ số. Nếu mà dùng cái này thì mình chỉ cần in được 30 chữ số, 30 trường hợp là được. 4 này. 5. 5. Anh bỏ luôn cái default nhé, không cần default cho trường hợp này. 6 này. Mình gõ hẳn hoi một cái là thay tiệm copy là được. 6 này. Theo ý cái bài toán này nhé, bài toán này nó gồm hai bước, một là phải tách ra từng chữ số một. Tiếp theo thì mới cần check các trường hợp để in ra. 6 này. 7 này. 8 này. Đến từ 0 đến 9 không? Đến 9 này hết này. 9 này. 8 này. 7 này. Sau đây làm sao nữa? Đến đây mình mới check được một chữ số đúng không? Mình cần gì nữa? Nhân hết cái thằng này lên, nhân hết tất cả cái thằng này lên thành cái gì? Thành chữ số thứ hai này. Đây nhá, copy tiếp này, cố gắng quan sát nhé. Code đây bắt đầu thấy phức tạp, thấy bắt đầu dài chưa? Đấy, sau này code nó phải đến 1000 trang là bình thường, 1000 dòng là bình thường. Số này, số thứ ba này, số thứ hai này. Số thứ hai này, 9 này, đây cốt này 1600 này, cái cốt này còn đít này, đấy, tức là khi mà cốt nhiều thì bọn em phải biết là cách comment các thứ vào, không nó nhiều nó phức tạp lên, 0123 này, được chưa? Cốt đây là một cái phần mềm của anh, đây ví dụ nó có thể sau này bọn em có thể hoàn toàn có thể cốt những cái phần mềm. Học lập trình nó phải ra được những cái gì đó, được chưa? Cái này là những cái C là rất là căn bản, luyện cho các em những cái bước ban đầu. Về sau này bọn em học các phần mềm thứ nó chỉ dùng như thế thôi. Đây ví dụ cái phần mềm này, được chưa? Hoàn toàn có thể code được sau này. Đấy. Quản lý keyword này hay là một cái chức năng, một phần mềm nó phải có login này hay chức năng các thứ này, hoàn toàn mình sau này có thể code được. Click vào những cái này thì nó hiện cái gì đây, hay là cái gì đấy. Đấy. Cần phải cái tư duy tốt thì học C á thì mới học được những cái khác. Rồi. Ở đây thì không năng nhăng nữa thì mình sẽ F9 này, F10 này. Bây giờ anh ghi số này, 123 này, được chưa? Nó ghi là màn hình là 123 đúng không? Nhưng mà này chưa đẹp không? Mình cần dấu cách là chẳng hạn này, thì mình thêm cái gì đằng sau? Tam được, tam thì nó hơi rộng. Anh nghĩ ở trong trường hợp này mình chỉ cần đấy không? Mình chỉ cần thêm cái dấu cách là được, hai dấu cách là đẹp. Đấy. Anh sẽ xóa cái này đi này, cho cái này comment nó lại. Cho comment của cái thằng này, comment của ba cái dòng in số này, comment lại. Được chưa? Còn những cái dưới này thì anh thêm tất cả tab vào này. Swiss cây 3. Ví dụ là anh sẽ thêm
Ở đây cho anh lười nên anh sẽ thay luôn như này. Replace all, được chưa? Nó thay tất cả luôn, được chưa? 9 nhá. Sửa chữ số đây là chữ số thứ mấy đây? Ở đây là do sai một chữ số đây chữ số thứ hai. F9 này, F10 này. Ok, bây giờ mình ghi luôn 123 này. Được chưa? Đẹp chưa? Đấy, ý tưởng sẽ như vậy không? Mọi người có thể nốt nhanh lại hay như nào đấy. 259 này, 256 này. Chữ số này. Được chưa? 256. Đấy. Nếu mà không, nếu mà em không tách chữ số là thì bạn cần bao nhiêu? Các em cần in để check này. Nếu mà cây là 000 này, cây 001 này, cây 002 này, tức là từ 000 đến 999 là cũng sẽ có 1000 trường hợp. Tức là em cần cây là 1000 trường hợp cơ. Đấy, nhưng nếu dùng cái này thì em chỉ cần cây được 30 trường hợp thôi là xong. Tức là cần bao nhiêu chữ số là xong. Đây là cái tư duy mình làm như vậy. Ok, sau cái ví dụ này với em có thể nắm được chắc được về cái thằng sweep cây rồi. Đấy. Ok, đây cái này xong rồi. Cố gắng làm luôn nhé, chưa hiểu cái gì hay sai gì là phải hỏi ngay nhé. Về nhà chưa chắc đã thực hành luôn. Đây là chủ yếu mình học ở trên lớp thôi. Mình học trên lớp thì ai mà đam mê thì về nhà tìm hiểu tiếp. Thì trên lớp cố gắng là chưa hiểu phải hỏi ngay. Về nhà mới có hướng để phát triển được. Đây. Chép, chủ yếu chép mỗi cái này thôi. Chép mỗi cái đoạn mà thôi. Đoạn dưới thì nó chỉ là điều kiện thôi. Ok, mọi người nắm hết chưa? Nắm xong rồi thì mình đã coi như là mình đã xong cái thằng cấu trúc đã nhánh không? Xong rồi đã nhánh thì mình sang luôn một thằng luôn đi. Sang điều kiện luôn đi. Sang cấu trúc điều kiện. À, xong cái vòng lặp. Đã nhánh cái vòng lặp là hai cái cơ bản của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào luôn phải cần quá. Đã nhắc đến đã nhánh thì phải có vòng lặp, mà đã vòng lặp thì phải có đã nhánh. Được chưa? Nó mới có thể phát ra vòng lặp cái nào đấy. Ok. Ok. Đầu tiên thì anh ấy dạy về vòng lặp for, vòng lặp while và do while. Sau đó thì mình so sánh được cái sự khác biệt của các vòng lặp. Đầu tiên anh sẽ dạy vòng lặp for trước. Ok. Thì mọi người có thể mở file mới này hoặc là giữ nguyên cái file này. Đây anh sẽ làm ví dụ luôn ở trên một file. Rồi. Thì bây giờ cái vấn đề là ra như này. Bây giờ đặt ra vấn đề nhé. Vấn đề này. Vấn đề. Ví dụ nhé. Ví dụ mình cần thực hiện này. Cần thực hiện này. Thực hiện một hành động gì đó này, mà lặp đi lặp lại này, gì đó này. lặp đi lặp lại, quá quy luật nhá, quá quy luật, được chưa? Thì mình cứ làm như vậy, ví dụ nhá, ví dụ cái công việc của mình này, ví dụ nhá, in ra màn hình từ 0 đến 1 triệu này, được chưa? 0 đến 1 triệu, được chưa? 0 đến 1 triệu thì bọn em phải gõ bao nhiêu dòng printf, gõ 1 triệu 01 dòng printf đúng không? Đấy. Tức là rất là đến Tết được chưa? Đấy, tức là công việc nó có quy luật không? Quy luật tức là từng số một này. Đấy, hoặc là bây giờ này tính toán này. Tính toán chi tiêu hàng tháng này chẳng hạn này, ví dụ thế. Thì nếu mà bọn em mà làm thì bọn em cứ phải làm hàng tháng một luôn. Thì bây giờ bọn em có thể tìm ra quy luật của nó này.
sau đó em có thể lập trình này cho nó, tức là lặp ấy, mang tính chất lặp này, đấy là sinh ra cái vòng lặp. Đấy, bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào phải có ngập vòng lặp hết. Đấy, thì sau này những cái thực hiện hành động của mình ấy, tức là miễn là nó lặp lại một hành động gì đó này có tính chất quy luật thì mình sẽ dùng vòng lặp. Rồi, ok, thì cú pháp của vòng lặp sẽ như sau. Hiện tại thì hành động của mình này, hiện tại nhé, hành động này ở đây mang tính chất là bọn em mới học lập trình, thì hành động của mình ấy nó chỉ là in thôi. Đấy, in và nhận thôi, kiểu kiểu đấy, nó chỉ hai cái hàm cơ bản thôi. Sau này bọn em học những cái khác thì nó có thể là click chuột hay cái gì gì ấy, click chuột vào vị trí nào hay là vẽ một cái gì đó đấy, tức là hành động mang tính chất hành động thì mình thực hiện sau, mở một file gì đó hay đóng một file. Ờ, hiện tại thì mình chỉ học cái hành động mang tính chất demo thôi. Ok, ví dụ nhé, anh muốn là for này, để cú pháp của nó này, đầu tiên là for này, đóng vòng ngoặc này, tiếp theo này bên trong cái vòng, bên trong cái đóng ngoặc vuông này nó sẽ như sau, nó sẽ là biến này, một biến y này, một biến đếm này, một biến đếm này, người ta thường gọi biến đếm thì người ta thường đặt là y này, được chưa? Thì để y ở đây sẽ là số nguyên. Đấy, mọi người tập trung nhá, cú pháp mới nhá, y là số nguyên. Số nguyên này cần phải khai báo ở trên mới dùng được này. Tiếp theo là một dấu chấm phẩy này, được chưa? Sau đó y này, y cần nhỏ hơn một cái gì đó này, ví dụ y nhỏ hơn 10 này, được chưa? Xong rồi y cộng cộng này. Rồi anh sẽ từ anh sẽ giải thích nhé. Rồi tiếp theo thì cái vòng lặp for này, bọn em có thể nghe nhiều vòng lặp for nhưng bọn em không nắm vững được, thì bây giờ nghe lại luôn nhé. Rồi thì chạy được trong vòng lặp for thì nó gồm hai cái câu lệnh này, hai đồ đoán này, được chưa? Tức là tất cả khối lệnh bên trong này thực hiện tất cả khối lệnh này, khối lệnh bên trong. Rồi còn cái bên trong, còn cái cú pháp của cái ngọc tròn này là gì anh sẽ giải thích nhé. Nếu tức là cú pháp này như sau, tức là y bằng không này, y nhỏ hơn 10 và y cộng cộng, tức là khởi đầu ban đầu là y sẽ bằng không này, được chưa? Y bằng không, tức là khởi đầu ban đầu. Sau một lần lặp thứ nhất này, sau một lần lặp thì giá trị của y này, thì giá trị của y sẽ được tăng lên một đơn vị, được chưa? Y cộng cộng ở đây có ý nghĩa là mang là cộng thêm một, được chưa? Y cộng cộng là cộng thêm một. Đấy, một số toán tử em cần phải nhớ trong lập trình ấy. Cộng cộng tức là thêm thêm một này. Sau một lần lặp này, giá trị của y sẽ là tăng lên một đơn vị sau mỗi lần lặp đi, mỗi lần lặp, được chưa? Đây là ban đầu này, ban đầu ta cho y là bằng không, sau mỗi lần lặp giá trị của y sẽ là tăng lên một đơn vị, và nó tăng đến khi nào? Tăng đến khi nào y mà phá vỡ được này, y phá vỡ bất đẳng thức này, bất đẳng thức y nhỏ hơn 10, được chưa? Tức là khi nào y bằng 10 này, nó tương đương chỗ này thì nghe có vẻ là nguy hiểm, nhưng thực ra là khi nào mà y mà bắt đầu lớn hơn bằng 10 này thì làm sao? Nó sẽ thoát vòng lặp này. Khi nào này mà y lớn hơn bằng 10 này thì mọi chuyện sẽ kết thúc này, được chưa? Cái vòng lặp này sẽ chấm hết này, vòng lặp kết thúc, được chưa? Mọi người có thể hiểu qua như vậy. Tức là cái lặp này nó sẽ lặp từ không này, lặp đến khi nào mà y lớn hơn 10 thì nó sẽ kết thúc. Được chưa? Rồi ok, thì để không có gì bằng ấy thì anh sẽ in luôn ra màn hình cho mọi người xem cái giá trị của y nó sẽ biến đổi như nào. Đấy, giá trị biến đổi y là số nguyên này, phải là d này, vin f này, và cái gì, và y đấy. Hoặc là nếu mà sau này mọi người học máy móc thì mọi người tự hiểu là cái thằng vòng lặp for này nó sẽ lặp lại 10 lần, đúng không? Nếu mà nó sẽ chạy được y này, tức là nó lặp lại cái bên trong này, cái khối lệnh bên trong, đúng không? Lặp lại 10 lần đấy, nó tương đương cái việc này em gõ bên ngoài nhé, tương đương việc em gõ bên ngoài như này, được chưa? Gõ từng dòng một này tương đương như vậy đấy, tương đương em gõ 10 lần cái dòng này, được chưa? Thì thằng vòng for nó sẽ giúp em không phải gõ nhiều lần như vậy, nó chạy, nó lặp đi lặp lại, cứ vòng tròn như cái con đường chuột nhé, lặp đi lặp lại này, được chưa? Tăng từ đơn vị của y lên đấy, theo đúng quy luật như vậy. Rồi thì để cho cái này đẹp thì mình sẽ cho xuống dòng để chéo nào, mình sẽ F9 nhá, thì đây là chỗ này là nốt này, F9 này, F10 này. Được chưa, mọi người để ý chưa? Nó chạy này, không này, y chạy được không này, y là màn hình không này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, đến khi bắt đầu vòng 10 này, y bắt đầu đến 10 này nhé, nó chạy này, nó vòng đến đây này. Vòng đến khi y bắt đầu 10 thì nó phá vỡ quy tắc này rồi, thì nó sẽ không in màn hình nữa, nó sẽ kết thúc vòng lặp và nó chạy tiếp bên ngoài. Bây giờ anh sẽ in thử một cái lệnh bên ngoài nhé, mọi người sẽ hiểu luôn này, chạy tiếp bên ngoài chưa, F9 nhé, F10 nhé, được chưa? Nó chạy được không này, lặp đi lặp lại, lặp vào trong đây này, lặp cái câu lệnh printf này. Bình thường là printf mà em đọc ở đây tức là chỉ in một lần thôi, bây giờ lặp 10 lần tức là in 10 số này, 10 lệnh ra và chạy tiếp bên ngoài, được chưa? Ok, đấy, tức là lặp thôi, lặp chỉ đơn giản vậy thôi. Thì cú pháp này em nhớ cú pháp của nó là được, cái biến y và cái biến y sẽ thay đổi như vậy,
bên y thay đổi cùng theo vòng lặp, mỗi lần lặp y sẽ thay đổi như vậy, mỗi lần lặp y thay đổi như vậy. Còn cái bên trong này, cốt bên trong vòng lặp, bên trong vòng lặp sẽ được lặp 10 lần, được chưa? 10 lần cốt bên trong ấy, đoạn cốt bên trong vòng lặp. Và này, giá trị của y này sẽ thay đổi này, mỗi lần lặp, mỗi lần lặp, được chưa? Đây là cái cần lưu ý với cái vòng lặp. Rồi, mọi người có thể ghi cái này lại. Mọi người hiểu cái này chưa? Hiểu sơ qua về cái ý niệm ban đầu của thằng vòng lặp như vậy. Đấy, ghi vào nhá, ghi chép vào nhá. Vòng lặp như vậy. Xong bên dưới các anh có thể ghi một vài cú pháp nữa của vòng y, vòng lặp khác. Vòng lặp for và while là hay dùng nhiều nhất. Em in sai địa chỉ không? Em in giá trị cho mình địa chỉ. Cái parinet nó là giá trị không? Em thêm vào cái này nhé, em để ý xem. Đúng không? Cái thằng dấu và này trong lập trình người ta hiểu là địa chỉ. Nó chỉ dùng ở trong cái scanf thôi, chứ không ai dùng trong parinet. Đấy, em để ý cái hàng parinet dòng 19 này. Nó chỉ là in giá trị thôi. Đấy, F9, F10 này xem. Đấy, để ý cái dòng parinet. Nhớ nhá, scanf với printf khác nhau ở cái chỗ là có cái địa chỉ nhá. Cái scanf này nó sẽ như này. Scanf đúng không? Tiếp theo là cái kiểu nó này. Kiểu này. Kiểu là phần trăm F hay phần trăm D cái gì đấy, được chưa? Và tiếp theo nó cần cái gì? Một cái địa chỉ của nó này. Địa chỉ của biến. Đấy, cái dấu bà này, thực chất bọn em học sau này thì này nó tương đương một địa chỉ. Địa chỉ của biến. Bộ nhớ ấy, trong nhớ. Hiện tại cứ cần biết thôi. Lưu ý thôi. Nên là để ý nhiều khi quá nhiều rồi, quá ấy, mới tập học nó sẽ quên mất cái quy tắc ấy. Được chưa, mọi người có hết chưa? Rồi thì bây giờ anh sẽ quay trở lại. Thì anh có thể thêm một cái bài kia dạng biến tướng khác của thằng vòng lọc for. Thì mọi người có thể là chạy, đây là cái vòng lọc for theo chiều của y tăng dần. Mọi người có thể làm vòng lọc for theo chiều y giảm dần. Tức là bây giờ có thể là y này bằng 10 này, chấm phẩy này, y lớn hơn 0 này, và y trừ trừ. Được chưa? Ở trong tin ấy thì cộng này tức là tăng lên một đơn vị này, trừ trừ là giảm lên một đơn vị này. Được chưa? Tức là thằng này sẽ vòng lặp này từ y bằng 10 này, và muốn lần lặp này thì y sẽ giảm lên một đơn vị này, đến khi nào mà y lớn không còn lớn hơn không nữa thì thôi. Được chưa? Thằng này sẽ tương đương thằng ở trên thôi, nhưng bây giờ anh sẽ in thử cho mọi người xem. Đấy, hiểu được cái tư duy nhé. Thằng này là cái điều kiện nhé. Cái thằng đầu tiên này, for này, đầu tiên nó sẽ là gì? Điều kiện khởi tạo này, khởi tạo biến đếm này, biến đếm y. Rồi tiếp theo thì là cái điều kiện để kết thúc này, điều kiện để kết thúc vòng lặp. Ở đây anh sẽ nốt lại vòng lặp này. Tiếp theo thì đây là y trừ trừ là cái gì? Là quy luật giảm, quy luật tăng hay giảm của biến đếm này, được chưa? Quy luật tăng hay giảm của biến đếm, được chưa? Biến đếm, ok nhá. Đấy, thì ở đây là đầu tiên này, điều kiện khởi tạo của biến đếm này, khởi tạo y bằng 10 và sẽ dừng lại khi nào? Khi mà y không còn lớn hơn không nữa, và cái quy luật của mình là y trừ trừ, tức là y sẽ giảm một đơn vị. Rồi mọi người sẽ chạy lại cho anh cái hàm này, chạy lại cái này để in thử ra màn hình xem kết quả như nào. Ở đây thì anh sẽ thực lại cái để lại ví dụ 2 để ghi là ví dụ 2. Rồi,
F9 nhá, F10 nhá. Rồi, nhìn ví dụ 2 này, nó chạy này, y chạy được 10 này. Và nó sẽ dừng lại khi nào? Mỗi lần chạy thì giá trị của y thay đổi này, và nó dừng lại khi mà y không còn lớn hơn không nữa. Được chưa? Tức là y bằng 1. Y bằng 1 này xong nó chạy lần nữa là check này. 1 trừ 1 thì nó còn không thôi. Tức là nó không lớn hơn không nó sẽ dừng lại. Ok, nó giống thằng ở trên. Thì ở đây thì mọi người để ý cái tham số thứ ba nhé. Tham số thứ ba là quy luật của y. Thì mọi người có thể ghi này. Y bằng y trừ đi 2 chẳng hạn này. Tức là mỗi một lần chạy thì giá trị của y sẽ giảm đi 2 đơn vị. Được chưa? F9 này. Thì nó sẽ chạy như này. 10 nhá, 8 nhá, 6, 4, 2. Đến 2 thì nó sẽ dừng lại bởi vì 2 trừ đi 2 nó về 0. Nó không còn lớn hơn không nữa nó sẽ dừng lại. Ok, đây là cái quy luật của mình. Thì thường người ta chỉ dùng cái quy luật là cộng cộng này, trừ trừ này, hoặc là cộng một mấy đơn vị hay trừ mấy đơn vị thôi. Mọi người nắm được cái quy luật đấy nhá. Hiểu được chưa? Bây giờ anh sẽ làm một ví dụ nhé. In tất cả các số chẵn, cả các số chẵn từ 0 đến 100. Được chưa? Bình thường mọi người sẽ làm ví dụ như nào? Mọi người làm ví dụ này kiểu gì? Nếu mà bình thường thì mọi người sẽ là cứ print f là từ 0 này, 2, 4, 6, 8 đến 100 luôn. Đấy thì in đến 62 được chưa? Thì bây giờ mình sẽ làm ví dụ này bằng cách dùng hoặc là for. Ở đây này, ở đây thì mình sẽ cho y chạy được 0 này, khởi tạo y chạy được 0. Và mình sẽ check này, thì y nhỏ hơn 101 đi. Bởi vì mình muốn nó in cả 100 mà. Vì y nhỏ 101 mình sẽ cho dừng lại. Tiếp theo thì mình để cho y là số chẵn thôi. Số chẵn thì cần cái gì? Tức là mỗi một lần chạy thì giá trị của y phải làm sao? Cộng từ 2 đơn vị đúng không? Đấy nên quy luật đếm của mình này, nó sẽ là y bằng y cộng 2. Đấy, mình sẽ in y vào màn hình. Đây, anh sẽ trình bày mấy cách làm ví dụ luôn. Đây sẽ là ví dụ 3 này. F9 này. F10 này. Ok chưa? Mọi người nhìn này, nó chạy này, 0 này. Đấy. 0 2 4 6 8 này đến 100 luôn. Đấy, cố gắng chép ví dụ này, thế vòng lặp for rất là tiện. Cái hay của cái lập trình nó chính là cái lặp lại tất cả mọi thứ. Cái vòng for rất quan trọng. 0 2 4 6 8 này đấy, đến 100 luôn. Ok. Thì ở trong cái trường hợp này mình có thể làm một cái đây đến 100 luôn. Thì mình có thể ví dụ mình có thể là cộng 1 cộng cộng thôi. Nếu mà làm được cái cũ này, có thể là dùng là y cộng cộng. Nếu mà đã y cộng cộng thì làm sao? Tức là nó sẽ đếm này. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 đến 100 luôn. Thì bây giờ muốn là số chẵn thì phải làm sao? Check cho anh cái điều kiện. Đấy, tức là kết hợp giữa vòng for với vòng lập điều kiện luôn. Đây là cách khác nhé, cách 2 này. Y phần trăm 2 này bằng 0, đúng không? Thì nó chính là số chẵn. Đây có một cách này. Đấy. Được chưa? Đấy, đây cũng là một cách nhé. Nếu mình tăng gần gần. Đây anh sẽ ghi là ví dụ 3 này. Ví dụ 3 này. Cách 2. Cách 2. Để cho mọi người nắm, cố gắng nắm nhé. Ví dụ ở đây rất đơn giản nhưng mà cố gắng để nắm được cái cú pháp và cái tư duy của nó. Ok, ở đây thì nếu mà y đây chắc quá. Rồi, ok, đây cũng là một cái, được chưa? Rồi, đây là cái vòng lặp này. Vòng lặp, mọi người nắm được cú pháp này nhé. Vòng lặp này. Thì thường thì vòng lặp đấy đã lặp thì thường người ta sẽ có thể là để cho nó tự kết thúc này, tự kết thúc mà khi mà chạy hết đúng không? Hoặc cái thứ hai người ta có thể kết hợp giữa điều kiện ở trong vòng lặp này. Thì ở trong vòng lặp có một cái này người ta gọi là break. Được chưa? Bây giờ ví dụ nhé, mọi người tập trung nhé. Ví dụ nhé, mình cần lặp này, cần lặp 1 triệu lần đi, 1 triệu lần. Được chưa? Mình đang cần thực hiện thao tác của nó 1 triệu lần đúng không? Nhưng mà tự nhiên này. À, mình có một điều kiện này. Điều kiện gì đó này, một cái điều kiện gì nó không may xảy ra này, mình muốn dừng lại cái vòng lặp ấy luôn. Không thì chương trình nó cứ treo, nó cứ chạy mãi không? Nó chạy 1 triệu nó mới dừng cơ. Đấy, tức là về cơ bản nó sẽ dừng khi nó lặp hết đúng không? Dừng khi mà cái điều kiện này bị vi phạm, tức là nó sẽ lặp hết. Thì người ta sinh được một cái nữa là cái break. Tức là em không muốn là nó sẽ phá vỡ vòng lặp bên ngoài điều kiện này. Đây ví dụ này. Bây giờ chương trình này nó chạy được bao nhiêu? Mọi người tập trung nhá, chương trình này chạy được bao nhiêu? 0 đến 100 đúng không? Thì bây giờ là mình muốn này, nếu mà y bằng 14 đi, 15 đi, thì chương trình mình muốn kết thúc luôn, không muốn nó làm gì thêm nữa. Nếu mà y bằng 15, anh muốn nó dừng luôn, thì mình dùng cái break này, nó giống như cả cái thằng break ở trong cái thằng switch cây. Break mang ý nghĩa là phá vỡ, được chưa? Phá vỡ luôn, đi dừng lại tất cả luôn đấy, phá vỡ mọi thứ luôn, dừng lại luôn. Rồi ok, anh sẽ chạy thử cái chương trình này. Ở đây chưa khai báo biến y này. Okay, hiện nó đang in gì đây? Anh sẽ in lại cái này nhé.
y cộng cộng ở đây nhờ y bằng y cộng 1. Còn nếu mà y, nếu mà y cộng cộng thì nó tương đương với bảo thức là y bằng y cộng 1, được chưa? Người ta ghi này nhé, đây nhá. Trong lập trình thì cái này rất là quan trọng này. Y bằng y cộng 1 này thì người ta có thể ghi gắn quả là bằng y cộng cộng, được chưa? Đấy, tức là tăng giá trị của y lên một đơn vị. Hoặc là nếu mà y bằng y trừ 1 thì nó tương đương y trừ trừ. Rồi. Ok, chạy lại nhá. F9 nhá. F10 nhá. Đây chạy 100 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái break này. Nếu mà y bằng 15 nó sẽ dừng lại luôn. Đấy. Nhiều khi mình phải muốn nó dừng lại một cách bất ngờ như vậy, điều kiện không mong muốn xảy ra. Được chưa? Không đến 15. Ok chưa? Đây chính là cái break, mọi người chú ý cho anh cái break. Hoặc là một cái nữa này, đây là cái break này, là dừng lại luôn này. Cái nữa thì anh muốn lưu ý mọi người đó chính là continue. Continue. Được chưa? Thì cái lệnh continue là gì? Continue tức là nó lặp, ở đây nó lặp 100 lần luôn. Lặp 100 lần này. Ví dụ mình muốn tại một cái chỗ nào đấy thì nó sẽ không lặp nữa, không lặp cái bên dưới nữa, continue tức là bỏ qua này. Bỏ qua tất cả này. Continue bình thường mang ý nghĩa là tiếp tục thôi, nhưng ở đây nó, ở đây ý nghĩa của nó này là bỏ qua tất cả các lệnh bên dưới này, các lệnh bên dưới và chạy tiếp luôn. Bên dưới và chạy tiếp. Tập trung nhá, mấy cái này mấy cái mới này. Bỏ qua tất cả các lệnh bên dưới và chạy tiếp này. Bình thường này nó đến 15 luôn thì là phải chạy tiếp cái này đúng không? Nhưng ở đây anh, ở đây nếu mình đã ghi là continue rồi thì nó sẽ bỏ qua cái dòng này luôn. Được chưa? Nó bỏ qua dòng này và nó chạy tiếp sang lệnh 16. 0 1 2 3 4 5 6 nhá, đến 14 luôn. Đấy nhá, tập trung nhá. 0 1 2 3 này, đến 14 luôn, y của 14 luôn. Thì không sao nhá. Sang y của 15, sang y của 15 nó nhận được cái lệnh là continue tức là nó sẽ bỏ qua cái vòng lặp thứ 15 luôn. Nó chạy lên cái bên dưới luôn. Bỏ qua vòng lặp 15 chạy cái vòng 16 luôn. Thằng 15 nó sẽ bị bỏ qua. Được chưa? Thằng 15 nó sẽ bị bỏ qua. Đấy, thằng 15 nó sẽ bị bỏ qua. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ chạy thử nhá. Anh sẽ cho vòng lặp đến 21 thôi để mọi người quan sát. Nó sẽ bỏ qua thằng 15 như nào. F9 này, F10 này. Được chưa? Mọi người thấy thằng số 15 mất tích chưa? Đấy, nó không chạy thằng bên dưới nữa. Chạy 14 rồi xong rồi đến 16 luôn. Đấy chính là cái thằng break và thằng continue. Ok nhá, nhớ hai cái keyword này nhá. Keyword này khi mà vòng lặp ấy, vòng lặp kiểu gì cũng phải cần break này, với cần continue nhiều khi phải dùng này. Đấy một thằng nó đang kết hợp điều kiện này, if này, then else bên trong. Đấy, còn một thằng nữa thì keyword nó là go to. Go to thì hầu như bây giờ ít người ta dùng lắm, ít người dùng. Thường là dùng break continue và vòng lặp bên trong là đủ rồi, điều kiện bên trong là đủ rồi. Cố gắng gõ nhá, mấy cái mới thì cố gắng làm luôn nhưng nó nhớ nhanh được. Nhớ luôn ở trên lớp thì sau này mình nhớ luôn. Chứ đừng nghĩ lại các thứ. Giờ bọn em không học cái này không biết bao giờ ai dạy bọn em cái này luôn. Bởi mấy cái này nó hơi hiếm. Continue này, break continue này và kết hợp if này. Đấy, continue này. Đây, ghi đây nốt này. Nốt đây, nốt break. Break này. Kết thúc vòng lặp luôn. Vòng lặp luôn. Được chưa? Continue này sẽ chạy tiếp. Phỉ đã lại xong. Chỉ có xem mình đâu trước kia. Đấy sau khi mà bọn em nắm được chắc được vòng lặp với các thứ này, bọn em phải tính được những bài thức toán hay là cái gì đấy. C thì nó rất nhiều bài toán học.
ví dụ là tính chuỗi hay là tính dãy gì đấy. Ngày xưa em hay học là hình như lớp 10 học đúng không, lớp 10 có cái kiểu là cho một dãy số quy luật đây 0 2 4 6 8 chẳng hạn đấy, đến 100.000 đấy tính tổng chẳng hạn. Rồi bây giờ ví dụ luôn nhé, chép xong cái ví dụ này chưa, làm ví dụ nó rồi nghĩ nhé. Bây giờ em ví dụ này, bài toán đặt ra này, tính tổng các số từ 1 đến 100 chẳng hạn này, được chưa? Không chơi dùng quy luật nhé, bây giờ tính theo đúng phong cách gọi là trông vào và lập trình nhé, tính tổng các số từ 1 đến 100, tức là cho máy tính nó tính ấy. Đấy rồi, ok thì đầu tiên này anh sẽ ý tưởng anh này, anh sẽ cho nó chạy này. Anh cho nó chạy vòng lặp từ 0 này đến 100 này, anh sẽ cho từ 1 nhé, từ 1 nhé, 1 này đến 101, nhỏ 101 tức là từ 1 đến 100 này. Và y cộng cộng này, và anh sẽ khai báo một biến này, một biến này mang tính chất là mang tính tổng này, một biến là ví dụ vì đây là mình tính tổng số nguyên này, mình sẽ khai báo biến in s này. Rồi ok, để tính tổng này thì mình khai báo s bằng 0 đi, được chưa? Sau đó anh sẽ cho nó lặp này, mỗi lần lặp này thì anh muốn là cái s này của mình này nó sẽ được, s này sẽ bằng nó này cộng thêm một đơn vị này cộng thêm y, được chưa? Nó này sẽ bằng nó cộng thêm một cái giá trị gì đấy, cứ mỗi lần như đấy nó chỉ có tích tụ lại đây, tích tụ lại cái giá trị của s. Bây giờ in thử ra màn hình đây nhá, đây này, cách nào của mình sau này, cách nào của mình nó sẽ như vậy. S này từ đây anh xóa này đi đây nhá, để cho dễ hình dung thì mình từ 0 đến 9 đi, à từ 1 đến 9 đi, được chưa? Tổng từ 1 đến 10 đi. Rồi, F9 nhá. Thì ở đây là chưa khai báo in đi này, đấy, những cái lỗi cơ bản này mình phải để ý nhá. F9 này, F10 này, được chưa? 4 5 này. Đúng với cái công thức chưa? Đấy. Từ 1 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 đằng sau cộng cộng 9 ấy, nó sẽ bằng 45. Đây dùng máy tính cán được. Đấy, để tính tổng này. S sẽ bằng S cộng vi nó này bằng chính nó cộng cái gì đó và giá trị của nó bắt đầu là 0. Ở đây người ta có thể ghi rút gọn này. Mọi người để ý chỗ này nhá, mọi người có thể ghi rút gọn nhá. S sẽ cộng bằng y. Chỗ này là cái mới, S cộng bằng y. Nó tương đương này. Đây là cách viết rút gọi là trở thành thằng khác biệt so với thằng mới học được chưa? Nó chính là thằng mà dùng được cái công thức rút gọn. Trông nó nguy hiểm hơn nhiều. Đấy, ví dụ này nó tương đương với việc là S bằng S của y. S bằng S cộng y, được chưa? Này tương đương nhau rồi. Đấy. Còn là ghi này. Y cộng bằng 1 này. Nó cứ tương đương này, nó tương đương với việc là gì? Y cộng cộng đúng không? Tương đương với việc y cộng cộng. Đấy. Hay nào, tương đương với việc nốt nào. Y bằng y cộng 1. Đây là mấy ký hiệu ngắn ngắn nhé, phải nắm được này. Y cộng bằng 1 này tương đương y cộng cộng và y bằng y cộng 1. Được chưa? Đây là cách viết ngắn này. Nhớ ghi chép lại nhá, đã mới thì không ghi lại là thế nào nhỉ? Cái trí này. Đã là quy tắc rồi thì cố gắng ghi lại. F9 này, F10 này. Được chưa? Đấy, ghi lại, không ai ghi kịp thì chụp ảnh đấy. Rồi sau đó kết thúc buổi học ở đây. Kết thúc buổi học nhé. Về nhà cố gắng thực hành qua qua nhé, xem lại giáo án nhé. Cốt này phải cốt liên tục vào. Nếu mà bọn em cảm thấy yêu thích thì phải về xem lại thứ vào.